Video này tôi nói nhanh vì nó có một cái tính cấp bách của một bạn hội viên mà đã làm trong kênh, đã làm member trong kênh YouTube của chúng ta gần 1 năm. Thì hiện tại công ty đang giao một cái task nói về nhiệm vụ như trên sơ đồ. Thì user đăng ký email phải send email OTP như thế nào, OTP phải hết hạn như thế nào và bao nhiêu lần OTP fail. Thì chúng ta hôm nay tôi sẽ làm nhanh cho anh đó được nắm bắt và để mà làm cái task cho nó nhanh trong công ty ha. Thì đầu tiên, việc đầu tiên anh chị nhìn trên màn hình thì các bước tôi làm rất là rõ, bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, bước 5. Tất nhiên đây là một cái mẫu mô hình cơ bản, các anh chị có thể thêm bớt một cách rất là hợp lý. User gửi send email sẽ email verify, nếu mà error thì làm gì đó, nếu mà ok thì phải send một OTP qua một email và bấm verify xác nhận rồi mới vào profile. Thì hai cái table rất đơn giản, một là template. Template trong email thì chúng ta phải tạo và đưa lên trong Amazon. Cái thứ hai là chúng ta tạo một cái table, đó chính là gì? Đó chính là chúng ta tạo một cái user chữ OTP. Thì OTP ở đây là có một cái token. Cái token ở đây nó đại diện cho email mà đăng ký và cái started pending active hoặc là block gì đó. Còn một cái trường đó là hết hạn. Chúng ta set OTP này hết hạn trong vòng 60 giây. Nó thì MongoDB nó tự động nó sẽ xóa. Vậy thì cơ bản nó diễn ra như thế nào? Đầu tiên tôi sẽ vào một cái trang, hiện tại là tôi đang triển khai một cái trang e-commerce backend dành cho member của chúng ta sử dụng công nghệ React và Vue và Vite. Công nghệ React. Đầu tiên bây giờ tôi đăng nhập ha, tôi đăng ký ha. Bây giờ tôi đăng ký, bấm đăng ký này, tôi sẽ có service service analytics ha. Chúng ta đăng ký. Email này tồn tại rồi. Ok. Bây giờ tôi sẽ thay email khác đi. Thành qua tiếp. Service tip JavaScript, ok, cái này là chưa có này. Bây giờ tôi đăng ký ha, bục. Rồi khi mà tôi đăng ký thì có một cái email được gửi vào service tip Gmail đúng không? Chúng ta mở Gmail lên đi. Rồi, ok, đăng nhập, chọn tài khoản. Rồi sẽ có một cái shop dev đây, shop dev vào lúc mới tức thì ha. Chúng ta bấm này, vào lúc 0 phút trước này. Đây xác nhận cái địa chỉ email của tôi. Thì như thế này anh chị này, khi mà chúng ta bấm vào cái xác nhận địa chỉ email của tôi vẫn, tức nghĩa là nó click vào một cái token. Rồi bây giờ khi mà tôi bấm vào đây thì nó sẽ check cái token này nếu mà hợp lệ và còn, nói chung là còn hợp lệ thì nó sẽ redirect vào một cái trang portfolio profile của chúng ta. Sau đó cung cấp cho mình một email mật khẩu mặc định. Như vậy thì chúng ta đã xác nhận được xong. Thì tất cả các thao tác này tôi đã có ở trong cái member, thì anh chị cũng có thể đăng ký vào member để mà triển khai. Trong đó gồm React, trong đó cùng gồm backend. Thì backend này ha. Bây giờ tôi bấm này, bụp, xác nhận địa chỉ. Thì nó sẽ vô đây. Rồi, các anh chị thấy chưa? Thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cái trang portfolio. Ở đây có dashboard, product, order, phân quyền ở đây ha. Các kiểu rất là nhiều ở trong này. Và chúng ta có thể chuyển sang trắng, sang xanh ha. Tôi có thể để về cho đẹp. Thì khi mà chúng ta đăng ký mặc định thì nó sẽ email mặc định vào đây, đồng thời nó sẽ gửi cho chúng ta một email khác để mà thông báo rằng có một email mặc định được gửi về. Đây, shop dev mật khẩu tạm thời truy cập hệ thống. Hai, chúng ta bấm vô đây. À, thì sẽ có một cái mật khẩu truy cập tạm thời. Các nha anh chị thì anh chị lưu ý đây, mật khẩu truy cập hệ thống hiện nay. Thì nó sẽ hàng 2 giờ nếu mà chúng ta chưa thay đổi mật khẩu tạm thời là cũng email đó luôn ha. Rồi, khi mà chúng ta vô đây, khi mà chúng ta vô đây này. Rồi, sau khi mà chúng ta login thành công thì chúng ta có thể điền thông tin. Hiện tại là mặc định này, hiện nay mặc định hết mỗi cái email xin việc chúng ta đăng ký ở đây thôi, còn toàn là update. Thì những cái thông tin đó chúng ta sẽ lần lượt nói sau. Bây giờ chúng ta thoát đi ha. Thì tất nhiên rồi, có nhiều cách đăng ký khác nhau, ví dụ như là các hệ thống cũ người ta cho mình sẽ nhập cái email đồng thời nhập cái password để đăng ký. Thì có những cái giao diện hiện nay nó rất là hiện đại. Tức nghĩa là sao? Tức nghĩa là khi người ta chỉ cần nhập một cái email thì họ bấm submit, thì khi đó hệ thống nó sẽ check cái email này có tồn tại hay không hoặc là hợp lệ hay không. Sau đó nó sẽ đưa một cái đường dẫn gửi vào email. Nếu mà chúng ta thực sự mà chủ sở hữu của email đó thì vào cái email chỉ cần bấm verify xác nhận một cái đường link mà hệ thống được gửi tới. Thì khi mà chúng ta bấm thì ở trong đó nó có nhiều công thức, giống như là nó phát hiện một cái token và trong cái token nó giải mã ra, trong đó có nhiều tài khoản khác nhau. Thì khi mà hợp lệ thì nó sẽ redirect vào chúng ta một cái trang profile của mình thôi. Và khi mà chúng ta vào trang profile thì chúng ta update thông tin còn lại, ví dụ như first name, last name, ngày tháng, giới tính, giới đồ, sau đó là nó sẽ gửi cho mình một cái email mặc định.
nó đề nghị cái email này trong vòng hết hạn 2 giờ đề nghị các anh chị phải thay đổi cái mật khẩu khác, thì đó là tiến trình của shop dev trong e-commerce backend. Bây giờ tôi sẽ trình bày một cách đầy đủ hơn cho anh chị. Trong cái backend này sơ qua một chút thì đây dữ liệu mới này, product top, product ha. Chúng ta có rất là đầy đủ top product nằm ở đây, đánh giá sao, review rồi. Chúng ta add một cái product nó như thế nào? Ấy ở đây ha. Rồi tất tần tật order thì có trong như thế này. Đó các anh chị thì nếu mà theo dõi kênh tip JavaScript backend, chúng ta có thể join vào member để chúng ta hoàn thành một tác vụ e-commerce. Như vậy thì cuối cùng tôi cũng đã trình bày một cách ngắn gọn cho một cái anh trong hội viên. Thì các anh chị nên lưu ý những cái vấn đề về security của thằng OTP nó rất là quan trọng nữa. Ví dụ như thế này, anh chị phải đặt cái hết hạn cho một OTP trong vòng 60 giây. Là cái OTP nó phải hết hạn nghe chưa? Cái thứ hai là chúng ta phải sử dụng cái thuật toán limit, rate limit, tức nghĩa là một giây chúng ta có thể request được bao nhiêu OTP. Chứ không nữa là chúng ta quên cái phần tử đó là nó sẽ request đọc liên tục, làm sao nó cũng dính một cái OTP của mình. Do đó, cái hệ thống mà ngay lúc đầu chúng ta phải cần một cách làm chuẩn chỉnh, nghiêm túc trong cái công việc backend. Đồng thời, trên frontend hỗ trợ verify email nó cho đúng định dạng này. Cái email này nó có xấu hay không, email này có tồn tại, hoặc là email này nó lúc in ra vô hoặc là nó như thế nào đó, chúng ta phải phát hiện được nhiều cái hơn nữa. Ok, thì trong video này chỉ có vậy thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở các video tiếp theo của Members.